Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với channel của mình nhé. Đây, hôm nay mình xúc mấy phần trâu để mà mình vừa dùng trồng ngô, trồng rau này nọ này. Cái này là cái chuồng trâu nhá. Đấy, chuồng trâu ngày xưa mình đã làm đấy. Nền này mình đổ ấy, còn khung cột các thứ mình còn được dựng. Nhưng mà cái gì nhỉ? Cái hố phân này mình làm nhá. Phân của mình dài tầm 3 mét rưỡi đến 4 mét. Mình xây không biết bao nhiêu gạch, 1 2 3 4 5. Cái này mình tự xây thôi, tầm mười mấy hàng gạch ấy. Đây xây lung tung này. Mình mếu mà máu số lắm. Cậu gọi là có cái để mà để phân trâu không mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ xúc phân trâu để mình chuẩn bị cho vụ mùa tới, mình có thể trồng rau, trồng các thứ nhé mọi người nhá. Trồng cái gì nhỉ? Lan cũng được, bởi vì phân trâu là nó các bạn phân trâu này ủ hoai mục đi dùng rất là tốt mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình tiến hành xúc một ít phân. Phân mình cũng khá là tơi mọi người ạ. Đây. Phân mình cũng khá là tơi mọi người nhá. Đấy. Phân mình khá là tơi rồi. Đấy. Phân này mình cứ xúc ra xong là đóng bao để đấy xong là độ tầm khoảng là 4 5 tháng sau mình đang dùng hoặc là 1 2 tháng sau cũng được. Cái nào phân mới thì mình để càng lâu càng tốt, còn phân cũ thì mình xúc ra đây mình để khô xong mình dùng luôn cũng được. Phân này mình mang về mình thì các bạn thôi, các bạn phơi thật khô xong là xử lý qua vôi đi xong là trồng được rồi mọi người nhá. Mình thì mình xúc về mình trồng lan mọi người ạ, vừa trồng lan vừa trồng rau cũng được. Nhà mình thì có sẵn phân trâu nên mình cứ dùng phân trâu thôi, mình không có phân dê trồng lan này, mình cứ dùng phân trâu thôi mọi người nhá. Phân trâu mình cứ đóng đóng túi xong là mình bổ đấy. Mọi người thì mua phân dê về dùng, mình không có điều kiện nên mình không mua. Nhà mình có sẵn phân trâu nên mình dùng phân trâu trồng cũng rất là tốt. Nhưng mà mỗi tội là phân trâu là mưa nó hay bị rửa trôi bởi vì nó không được đóng cục như kiểu phân dê. Bởi vì phân dê nó thành viên rồi, phân nó không bị rửa trôi. Mình xúc một ít để đây sau này mình dùng. Đấy, mình để khô xong dùng rất là tốt. Mình thì nói chung là nông dân chân lấm tay bùn nên là mình không cần là thiết bị bảo hộ gì đâu, găng tay thứ mình không cần đâu, mình quen rồi, mình nông dân mà. Nên các bạn nếu mà thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một lượt đăng ký nhá, một lượt chia sẻ để kênh mình phát triển và đồng thời là nhận đăng ký hộ mình và để nhận những video những clip mới nhất từ mình nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người thấy phân trâu ở ngoài đường ấy, mọi người có thể xúc về đấy, xúc về mọi người ủ đấy, độ tầm khoảng 5 tháng sau mọi người lấy ra mọi người dùng, ủ không cũng được, ủ với men vi sinh cũng được, tùy tùy mình thôi. Mình ủ yếm khí ấy, nó sẽ rất là tốt mọi người nhé, phân nó sẽ phân hủy, nó rất là tơi. Tại sao mình lại dùng phân phân VG, à, phân trâu nhiều? Bởi vì nhất nó là rất là tốt, bởi vì nó từ từ tự nhiên mọi người ạ, nó là một loại phân từ tự nhiên. Mình nó giúp tơi đất, cực kỳ tơi đất luôn. Mọi người cứ dùng phân hóa học nhiều thì nó cũng không tốt đâu, mình chỉ dùng phân trâu, phân hóa học thì nó cũng gọi là một thời gian thôi, trồng nhiều nó sẽ chai đất đi mọi người ạ, đất đất của mọi người sẽ bị chai nhá. Dùng phân trâu nó rất là tốt luôn, cực kỳ tơi đất mà rộng, trồng này rau sạch mọi người. Mọi người có thể lấy về trồng cà chua, trồng rau cải ở đấy, mọi người phơi khô đi xong là xử lý qua vôi đi, nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ không mất vệ sinh mọi người nhá.
xúc đây nó hơi khó tí, bởi vì ngày xưa là mình làm là mình không đào được cái hố hố phân, cho nên là mình xây nó cao lên là xúc nó hơi khó. Với lại mình có để một ít đồ linh tinh ở trên này nữa, không nên trố xúc mấy, nó hơi vất vả một tí thôi. Cả tảng rất là to nhá, tảng này tầm 2-3 kg. Phân trâu này, phân trâu khô mình mới cầm như thế này thôi, à phân phân lâu lâu ngày nên mình mới cầm, còn phân tươi mình không cầm đâu mọi người nhé. Phân tươi nó mới mới đi vệ sinh ra thì nó rất là nhiều nhiều vi khuẩn. Mọi người ủ lâu nó sẽ rất là tơi nha, có thể ủ trộn thêm một ít trấu để mà tạo độ tơi xốp cho phân này. Đấy. Hoặc là ủ với men vi sinh, với là hoặc cộng thêm với lại ủ men vi sinh là người ta hay ủ nấm chico đánh ma đấy. Mọi người có thể ủ với nấm chico đánh ma cộng thêm một ít phân phân gì? Phân lân đấy, lân hạt đấy. Ủ thêm một ít phân lân hạt để mà nó tạo độ nóng, tạo độ nóng cho phân để mà nó phân hủy nhanh hơn nhá. Hoặc mọi người có thể tự làm phân vi sinh cũng được. Nếu mà không có phân trâu mọi người đi lấy cây chó đẻ hoặc là cây Việt Minh ấy. Người ta hay lấy mấy loại cây đấy về làm phân vi sinh, nó có độ đạm rất là cao, lân cũng cao. Phân trâu là mình nó rất là tốt nhé. Mọi người nếu mà trồng chậu với trồng phân trâu rất là tốt luôn. Vì phân trâu nó trồng chậu nó không bị rửa trôi đi. Mình xúc đóng bao này để cho nó khô mọi người nhé. Nhất là mình xúc cái phân mới nó không không lấn với cái phân cũ này, nó sẽ không có dại, nó sẽ không có hạt hạt cỏ dại nhá. Còn mình được cái xúc cái phân mới ra dùng ấy, nó có nhiều hạt cỏ dại lắm, mình khó chăm sóc lắm. Nếu mà nhà nào mà có trâu ấy cứ xúc đóng bao về đấy để 1-2 năm sau các bác dùng cũng được, mình không không bỏ ra, mình đóng luôn bao đấy, mình cho luôn bao, mình đặt luôn gốc quả rất là tốt luôn. Phân trâu này nó nói chung là phân không phải phân hóa học ấy, thì nó dùng cho lâu năm, còn nếu mà phân hóa học các bạn trồng nó chỉ được tốt 1-2 năm đầu, đất bị chai sạm đi vì nó không có dinh dưỡng mà nó không tạo được độ tơi xốp cho đất. Nha, mình sẽ đi xem cái phân mình xúc đây, nó trông khá nhiều, đây còn một đống nữa này, đây là một đống phân mới, tí tí mình xúc xong cái đống phân cũ mình sẽ cho vào nhé, hơi hơi mờ tí đấy. Đây ngày xưa là mình tự xây rồi. Đó, ngày xưa mình tự xây rồi đấy, ngày xưa mình tự xây rồi nhé, nói chung là xây lung tung thôi mọi người ạ. Đây là cái phân một ít phân mới này, gà nó bới rất là tơi mọi người nhé. Mọi người tạo được một cái nền chuồng khô thoáng trông nó ở rất là tốt. Sau một thời gian mình xúc mình được đóng được chỗ này được 2 năm bao rồi mọi người. Đây. Cái này bóp nó còn có nước mọi người nhá. Đây. Nó còn có nước cho nên là mình phải đóng bao này để cho nó khô đi, xong là mình vận chuyển đi nó dễ hơn. Còn để tươi này nó không nặng, mình vận chuyển nó rất là nặng nhá. Channel của mình đến đây hết nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình nhá.